Trong cái buổi học video hôm nay, online hôm nay, thì cô sẽ hướng dẫn em làm một số cái bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ để củng cố lại cái bài học hôm trước, đó là bài học về từ thông, và cũng là để tiền đề để cho các em tiếp thu các cái bài tiếp theo, đó là bài xuất hiện tượng cảm ứng. Thì để làm được bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ thì trước hết là chúng ta tóm tắt lại cái công thức của cái bài hôm trước chúng ta học. Phần 1 là chúng ta đi tóm tắt lại. Trong cái bài học hôm trước thì chúng ta có một cái công thức, đó là công thức lý từ thông. Thế thì từ thông là gì? Thì từ thông phi qua diện tích S, qua diện tích S là từ thông phi qua diện tích S là phi có công thức tính bằng B nhân S và nhân cos alpha. Trong công thức này thì B ở đây là cảm ứng từ của từ trường đều, S ở đây là diện tích của không gian, và alpha ở đây là góc hợp bở giữa vector cảm ứng từ B và vector phát tuyến N của mặt phẳng. Thì chúng ta ghi lại cho cô là S ở đây là diện tích, là diện tích của khung dây, diện tích của khung dây đặt trong từ trường B, đặt trong từ trường, đặt trong từ trường đều các em nhé, đặt trong từ trường đều có cả khung từ B. Alpha là góc hợp bở giữa cái vector cảm ứng từ và vector phát tuyến của cái khung dây của cái mặt phẳng S. Như vậy chúng ta ký hiệu N ở đây, chúng ta ký hiệu N, vector N ở đây là phát tuyến dương của mặt phẳng S. Và alpha ở đây chính là góc hợp bởi, alpha ở đây là góc hợp bởi vector cảm ứng từ B và vector phát tuyến N. Như vậy alpha ở đây là góc hợp bởi giữa vector B và vector N. Và đơn vị của từ thông, đơn vị của từ thông, đơn vị của từ thông là UV, UV ký hiệu là WB. Như thế này các bạn chú ý cho cô nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm một số cái bài tập về hiện tượng cảm ứng điện từ liên quan đến cái công thức từ thông phi bằng B nhân S nhân cos alpha. Chúng ta vào cái bài tập số 1 cho cô. Hai nhỏ là phần bài tập. Chúng ta đi vào bài số 1. Các bạn, cô đọc đề rồi cô viết lên trên bảng, các bạn chép vào trong vở luôn nhé. Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm. Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều, đặt trong từ trường đều đặt tâm trong từ trường đều có cảm ứng từ B, có cảm ứng từ B bằng 8 × 10⁻⁴ tesla. Từ thông qua khung dây hình vuông, từ thông qua khung dây hình vuông
30 giây. Là 10 mũ trừ 6 quy bên. Tính góc hợp bởi vectơ thẳng từ và vectơ phát tuyến không dây. Tính góc hợp bởi vectơ thẳng từ và vectơ phát tuyến của không dây. Và chúng ta đọc lại cái đề bài cho cô xem nào. Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm. Vậy chúng ta tóm tắt đề bài xuống dưới này được không? Tóm tắt. Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm, như vậy chúng ta ký hiệu cạnh của hình vuông này là A và 5 cm. Đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng, vậy chúng ta sẽ có là cảm ứng từ B bằng 8 nhân với 10 mũ trừ 4 thật là. Từ thông qua khung dây là, như vậy chúng ta sẽ có từ thông ký hiệu là phi bằng 10 mũ trừ 6 quy về. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ phát tuyến. Vectơ cảm ứng từ và vectơ phát tuyến, như vậy ở đây đề bài đang hỏi góc alpha bằng mọi chấm. Như vậy để tính được cái góc alpha này thì với cái bài này chúng ta sẽ sử dụng cái công thức tính từ thông phi là bằng b nhân s nhân cos alpha. Ở đây chúng ta có b rồi, có phi rồi, chúng ta còn thiếu để tính được alpha, chúng ta còn thiếu cái diện tích của cái không dây nữa, diện tích s nữa. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tính diện tích của không dây. Thì ở đây chúng ta có một số cái không dây, có thể là không dây hình vuông, không dây hình chữ nhật hoặc là không dây hình tròn. Thì với cái đề bài này người ta cho chúng ta cái không dây hình vuông. Như vậy chúng ta sẽ đi tính cái diện tích của cái không dây này theo công thức là tính diện tích của hình vuông. Bây giờ chúng ta tính diện tích của không dây. Diện tích của khung dây là, các em cũng làm luôn vào trong vở đi. Cái khung dây này, cô nhắc lại cái khung dây này là hình gì ạ? Hình vuông. Cho nên diện tích của nó sẽ có công thức tính S bằng là gì? Bình phương một cạnh lên. Vậy thì chúng ta có S ở đây chính là bằng A bình, và chúng ta sẽ bằng 5 bình phương. 5 bình phương thì bằng 25. Nhưng các bạn chú ý là cái cạnh của hình vuông A ở đây người ta đang cho các bạn là 5 đơn vị là cm. Như vậy khi các bạn tính ra đơn 25, diện tích S bằng 25 thì đơn vị sẽ là cm². Lúc này các em phải đổi cái 25 cm² này ra m² như cô. Như vậy chúng ta đổi từ cm ra mét thì chúng ta chia cho 100. Mà nếu từ cm² ra m² thì chúng ta chia cho 10.000. Chia cho 10.000 tương đương với việc chúng ta nhân với 10 mũ trừ 4. Như vậy cái này chúng ta có 25 cm² thì sẽ biết thành 25 nhân với 10 mũ trừ 4 m². Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức từ thông. Ta có phi sẽ bằng là, ta đã có phi công thức từ thông phi này, phi bằng b nhân s và nhân cos alpha. Như vậy chúng ta sẽ thay vào đây là b nhân s và nhân cos alpha. Các bạn xem là từ thông phi bằng b nhân s nhân, ở đây là giống nhân nhé, nhân cos alpha. Thì các em muốn tính được alpha thì các em phải rút cái cos alpha từ cái công thức này ra. Như vậy từ đây chúng ta sẽ rút, bây giờ cô trò mình đi rút cái công thức cos alpha ở đây ra để xem cos alpha ở đây bằng gì. Thì cos alpha ở đây sẽ bằng là phi cái vế bên trái chia cho toàn bộ các thừa số còn lại ở cái vế bên phải. Như vậy chúng ta sẽ chia b nhân với b nhân với s. Bây giờ chúng ta thay số vào thôi. Từ thông phi là bằng gì? 10 mũ trừ 6. Chúng ta thay vào phi ở đây là 10 mũ trừ 6 chia
nhân 10 mũ trừ 14 nhân với f, diện tích f chúng ta vừa tính ở đây, f đây bằng 25 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 25 nhân thêm 10 mũ trừ 4 vào đây. Và các bạn bấm máy cho cô xem cái kết quả này và cái cos alpha chúng ta tính được là cái giá trị bằng bao nhiêu. Vậy cô bấm máy thì cô sẽ được là cos alpha có giá trị bằng 0,5. Cos alpha bằng 0,5. Bây giờ chúng ta phải tính góc alpha. Các bạn chú ý ở đây nhé. Khi các em tính được cos alpha rồi thì để tính được alpha các em sẽ bấm là gì nhỉ? Cos alpha ở đây bằng 0,5. Vậy muốn tính được góc alpha thì em sẽ bấm vào máy tính là shift ấn phím shift cos 0,5 bằng. Như vậy chúng ta sẽ ra được cái góc alpha ở đây là bằng 60 độ. Và máy các em chú ý là để chế độ trên đầu máy là D, tức là độ đấy, để cho máy nó ra chế độ. Còn nếu các em để trên đầu máy thì chữ R tôi ký hiệu là đơn vị của nó là radian thì nó sẽ ra radian. Và đây cô đang để độ nhé, alpha bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên bài số 2. Chúng ta có cái nội dung của đề bài số 2 như sau. Bài 2. Cô chép đề bài lên trên bảng, mục đích là để cho các em chép đề bài vào trong vở. Các em chi chép chi tiết các đề bài và cái phần giải vào trong vở cho cô. Một khung giây hình chữ nhật. Một khung giây hình chữ nhật có kích thước 3 cm, có kích thước 3 cm × 4 cm. Đặt trong từ trường đều có vector cảm ứng từ. Đặt trong từ trường đều mặt phẳng khung một góc 30 độ. Từ thông qua khung dây đó là tính độ lớn của cảm ứng từ. Hãy tính độ lớn của cảm ứng từ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái đề bài này cho cô. Các em đọc lại đề bài và tóm tắt cái đề bài nhé. Để chúng ta tóm tắt nội dung này, tóm tắt cái đề bài này. Tóm tắt. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 3 cm × 4 cm. Như vậy ta ký hiệu kích thước này là A bằng 3 cm và một cạnh B là bằng 4 cm. Đặt trong từ trường đều có vector cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung. Vector cảm ứng từ B, các em chú ý nhé, vector cảm ứng từ B hợp với mặt phẳng của khung.
30 độ. Từ thông qua khung dây đó là phi bằng 3 nhân 10 mũ trừ 7. Từ thông qua khung dây đó là 3 nhân 10 mũ trừ 7 quy b như vậy, phi bằng 3 nhân 10 mũ trừ 7 quy b. Tính độ lớn của cả phân tử. Như vậy là đề bài này đang yêu cầu chúng ta tính cả phân tử độ lớn của cả phân tử b. Đấy. Như vậy với cái bài này chúng ta muốn tính được b thì chúng ta cũng sử dụng cái công thức từ thông phi bằng b nhân s và nhân cos alpha. Thì ở đây bài này có từ thông phi rồi, chúng ta thiếu cái diện tích s của khung dây là 1. Chúng ta chưa có cái góc alpha. Thì trước hết bây giờ chúng ta sẽ tính tìm diện tích của khung dây trước nhá. Như vậy bài này chúng ta sẽ đi tìm diện tích của cái khung dây này trước. Và các bạn chú ý cái khung dây này là hình gì nhỉ? Khung dây hình chữ nhật. Như vậy chúng ta sẽ có là diện tích khung dây. Diện tích của khung dây này là S. Sẽ bằng gì? Hình chữ nhật thì chúng ta lấy cạnh nhân cạnh, như vậy nó sẽ bằng là gì? 3 nhân với 3 nhân với 4, lấy cạnh nhân cạnh 2 nhân b. 3 nhân 4 thì bằng 10, 12. Và các em cũng chú ý là cái 3 và cái 4 ở đây là đơn vị đang là cm. Như vậy cái tích chúng ta tính được diện tích bằng 12 thì đây cũng đơn vị là cm vuông. Bây giờ các em hãy đổi cái 12 cm vuông này ra mét vuông cho cô. Thì như cái bài số 1 cô nói á, từ cm vuông mà đổi ra mét vuông thì các em nhân 10 mũ trừ 4. Như vậy cái này sẽ viết thành 12 nhân 10 mũ trừ 4 mét vuông. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ xem cái góc alpha ở đây có giá trị bằng bao nhiêu. Trong khi đề bài các em đừng có nhầm nhé. Khi mà đọc cái đề bài thấy ở trong đề bài xuất hiện một cái đó là 30 độ. 30 độ. Nghĩ ngay cái góc này chắc là góc alpha của 30 độ rồi. Là các em sẽ sai và dẫn đến sai nguyên cả cái bài này luôn. 30 độ ở đây là góc hợp ở giữa vectơ cả phân tử B và cái mặt phẳng của khung dây. Còn góc alpha ở trong cái công thức tính từ thông á, thì alpha sẽ là góc hợp ở giữa vectơ B và vectơ pháp tuyến. Đây cô vẽ cái hình như thế này để các bạn dễ theo dõi hơn, để dễ hiểu hơn này. Bây giờ cô giả sử như là cô có một cái mặt phẳng như thế này. Bây giờ cô giả sử cô có một cái mặt phẳng bằng ngang vuông góc với cái mặt bảng này nhé. Đó. Giả sử cô có một cái mặt phẳng như thế này đi. Đây. Đó. Cô giả sử cô đang có một cái mặt phẳng bằng ngang như vậy. Thì cái vectơ cả phân tử B này hợp với cái mặt phẳng của góc. Đây. Đây là góc vectơ cả phân tử B đang hợp với cái mặt phẳng khung dây này một góc 30 độ. Thì các em phải chú ý cái góc này mới là góc 30 độ này. Đó, đây mới là góc 30 độ. Còn vectơ pháp tuyến N là vectơ vuông góc với mặt phẳng. Đây là vectơ pháp tuyến N. Đó, đây. Đây là vectơ pháp tuyến. Đây là vectơ pháp tuyến N. Vectơ pháp tuyến này đang vuông góc với cái mặt phẳng này như thế này. Thì cái góc này mới là góc alpha các bạn này. Cái góc tại cái góc lớn này. Đó, cái góc này mới là góc alpha. Như vậy các bạn nhìn xem là cái góc alpha ở đây là góc hợp cỡ giữa vectơ cả phân tử B và vectơ pháp tuyến N. Các bạn hiểu chỗ này chưa nhỉ? Như vậy góc alpha ở đây chúng ta sẽ có góc alpha bằng bao nhiêu? Ta có alpha ở đây sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Cả cái góc lớn như thế này vuông góc là 90 độ. Trong khi vectơ B hợp với cái mặt phẳng của khung là cái góc nhỏ dưới này bằng 30 độ. Thì cái góc alpha ở trên này sẽ bằng là 90 mà trừ đi 30 độ. Như vậy nó sẽ alpha sẽ bằng là 90 độ trừ đi 30 độ và bằng 60 độ. Đây mới là giá trị của góc alpha. Như vậy chúng ta đã tìm được S, tìm được alpha rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng công thức từ thông phi. Phi thì bằng B nhân S và nhân cos alpha. Đề bài đang yêu cầu chúng ta tính cả phân tử B. Như vậy chúng ta sẽ rút đi cả phân tử B ra. Chúng ta sẽ có B bằng phi chia cho S nhân với cos alpha. Bằng. Chúng ta thay cái từ thông phi vào cho cô. Phi bằng 3 nhân 10 mũ trừ 7. 3 nhân 10 mũ trừ 7 trên S. S ở đây chúng ta tính bằng 12 nhân 10 mũ trừ 4. 12 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với cos alpha là nhân cos 60. Cos 60 độ. Các bạn bấm máy cho cô xem cái kết
nên mở từ chữ cổ và đơn vị sẽ là gì? À, đơn vị của các ngôn từ là get, get là ký hiệu là tên như này. Đấy. Như vậy cô đã sửa xong cái bài tập số 2 cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài tập tiếp theo là bài tập số 3 cho cô. Chúng ta tiếp tục sang bài số 3. Bài 3, một khung dây dẫn có 200 vòng. Một khung dây đều có bán kính 5 cm. Mỗi vòng đều có bán kính 5 cm. Mỗi vòng đều có bán kính 5 cm. Khung đặt trong cửa trường đều. Khung đặt trong từ trường đều. Có cảm ứng từ B bằng 0,2 tesla. Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Tính từ thông qua khung dây. Tính từ thông qua khung dây. Bây giờ các em đi tóm tắt cái đề bài này cho cô nhé. Các bạn ghi chép đầy đủ cái đề bài vào, sau đó tóm tắt cái đề bài xuống. Một khung dây dẫn có 200 vòng. Như vậy cái khung dây này có số vòng là 200 vòng thì chúng ta ký hiệu N đây là số vòng bằng 200 vòng. Mỗi vòng đều có bán kính 5 cm, như vậy chúng ta ký hiệu N đây bằng 5 cm. Khung dây đặt trong từ trường đều B. Như vậy chúng ta có B bằng 0,2 tesla. Khung dây đặt trong từ trường đều B bằng 0,2 tesla. Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Các bạn chú ý cái chỗ này cho cô nhé. Cảm ứng từ mà vuông góc với mặt phẳng khung, trong khi vector thoát tuyến cũng là vector vuông góc với mặt phẳng khung, như vậy chứng tỏ rằng vector cảm ứng từ cùng chiều với, cùng phương cùng chiều với vector thoát tuyến này này. Như vậy khi hai cái vector này mà trùng nhau thì cái góc hợp bởi giữa hai vector này sẽ bằng bao nhiêu? Vector cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung, mà cái vector phát tuyến N cũng vuông góc với cái mặt phẳng khung. Vậy thì có phải cái vector cảm ứng từ và vector phát tuyến N sẽ trùng nhau không? Mà khi hai vector trùng nhau thì cái góc hợp bởi giữa hai vector này sẽ bằng là không. Như vậy chúng ta sẽ có góc alpha ở đây chính là bằng không. Alpha là góc hợp bởi giữa vector cảm ứng từ B và vector phát tuyến N. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy tính từ thông qua khung dây, tính phi. Vậy thì với bài này chúng ta sẽ có một cái chỗ chúng ta cần chú ý chính là cái góc alpha thì cô vừa nói rồi. Còn để tính được cái từ thông phi này á, thì chúng ta sử dụng ngay công thức tính từ thông phi thôi, là bằng b nhân s và nhân với cos alpha. Chúng ta xem là b có rồi, alpha có rồi, như vậy chúng ta còn thêm cái s nữa. Bây giờ chúng ta phải đi tính diện tích của khung dây này. Chúng ta cần phải tính diện tích của khung dây. Trong khi các bạn chú ý cho cô là một cái khung dây dẫn này có mấy vòng? Có những 200 vòng cơ. Và mỗi vòng đều có bán kính là 5 cm.
Như vậy ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi tính diện tích của mỗi vòng dây đã. Cô sẽ tính diện tích của mỗi vòng dây. Bài này chúng ta sẽ tính diện tích của mỗi vòng. Diện tích của mỗi vòng dây là S sẽ bằng cái vòng dây này hình tròn. Như vậy diện tích này là diện tích của hình tròn thì công thức tính diện tích hình tròn là pi r bình. Như vậy chúng ta thay vào đây chúng ta sẽ có một pi nhân r là 5 cm này cô đổi luôn bằng 0,05 m đi. Như vậy cái này sẽ nhân với 0,05 bình phương. Các bạn bấm máy cái này cho cô xem kết quả của cái này là bao nhiêu. Cô bấm máy thì kết quả của bài này là bằng của cái mỗi công thức này là bằng 7,85 nhân 10 mũ trừ 3, 7,85 nhân 10 mũ trừ 3 đơn vị là mét vuông. Và bây giờ chúng ta chỉ việc tính từ thông thôi. Như vậy chúng ta sẽ tính từ thông của bài này là phi từ thông phi là bằng b nhân s và nhân cos alpha. Có một điểm các bạn cần phải chú ý ở đây cho cô, đó là từ thông phi bằng b nhân s nhân cos alpha. Tuy nhiên s ở đây cô chỉ mới tính diện tích của mỗi vòng dây thôi, trong khi cái khung dây này, một cái khung dây này dẫn này có những 200 vòng. S ở đây chúng ta mới tính s là diện tích của mỗi vòng, nhưng mà cái khung dây này có 200 vòng, tức là cô đặt cái số vòng này là n, thì các bạn có n vòng thì các bạn phải nhân lên với n lần vào đây đó. Như vậy cái từ thông phi bây giờ sẽ có công thức tính bằng là gì? N phi bằng n b s cos alpha, và cái phi bằng b nhân s nhân cos alpha đây mới là từ thông đi qua mỗi một vòng dây thôi. Và có n vòng thì chúng ta nhân gấp n lên. Bây giờ các em thay số vào cho cô. Bằng n chúng ta thay bằng 200 nhân với b, từ b cộng từ b là 0,2, nhân với diện tích s là 7,85 nhân với 10 mũ trừ 3. Bây giờ chúng ta nhân với cos alpha, chúng ta xem đúng chưa? N này, b này, s này, cos alpha ở đây là cos 0 độ. Và chúng ta bấm lên máy tính cái biểu thức này sẽ bằng bao nhiêu, thì cô bấm máy thì cái biểu thức này sẽ có giá trị bằng 0,314 qb. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em làm ba cái bài tập cơ bản về hiện tượng cảm ứng điện từ, và mỗi một bài tập như vậy có một cái đặc điểm riêng, và các em chú ý là ghi chép đầy đủ đề bài và cái phần trình bày của bài giải chi tiết vào trong vở để chúng ta hiểu sâu sắc hơn cái nội dung của cái bài hôm trước. Và bây giờ thì để củng cố lại những cái gì kiến thức cô vừa dạy cho các em xong thì chúng ta chép một cái bài tập về nhà cho cô. Cô đọc cho các em chép cái bài tập này vào trong vở nhé. Khi các em làm cái bài tập về nhà này xong thì các em sẽ gửi lại cho các thầy cô giáo ở cái lớp của mình để chấm cái bài này để lấy điểm cho các em. Đây là cái bài điểm của học online trong cái tuần này. Bài tập về nhà là bài số 4 như sau. Một khung dây dẫn gồm 500 vòng. Mỗi vòng có đường kính 20 cm. Chú ý là bài này cô đặt cho đường kính bằng 20 cm. Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 0,5 tesla. Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 0,5 tesla. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30 độ. Tính từ thông qua khung dây. Cái bài mà cô vừa cho các em là bài tập mà tương tự như cái bài cô vừa sửa xong, cụ thể là nó tương tự như cái bài số 3. Nhưng chú ý ở đây là cô cho đường kính bài số 3 thì cô cho là mỗi vòng đều có bán kính 5 cm. Còn bài tập về nhà của cô cho là mỗi vòng đều có đường kính 20 cm. Và
nộp lại cho các thầy cô giáo ở lớp mình để chấm mình lấy cái điểm học online trong tuần.